À, sau khi vừa về tới nhà thì Mai thấy ngạc nhiên là nhà của Mai rất là sạch đó, mẹ chồng là như vậy đó. Giờ các công ty sẽ mà bé mẹ sẽ cấm xá. Các nghe viếng xem là mình dùng thét thét phốp đó. Mẹ chồng Mai đó. À, bà để hai cái hoa của Mai ở kia. Quý bà mà chú vô cho biết là bà biết flash. Suốt ngày Mai cứ để ở trên cái bếp này cả nhà đó. Suốt ngày Mai để trên cái bếp nhà. Từ ngày Mai sang đến giờ cứ mỗi một lần mà mẹ đến mà trông con cho Mai là mẹ sẽ dọn sạch sẽ. Đó, cả nhà thấy không, mọi lần là chỗ này là kín mít, hoa viết gãy hỏng ấy là mẹ dọn đấy. Xong rồi đó, hai em bạn kia thì rất là vui khi mẹ về. Đó, hoa mẹ để bên kia. Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn chú đi Lý. Cảm ơn và cô chú. Lý, alo Lý ba. Hôm nay thì Mai, hai mẹ con Mai đến nhà bạn ăn cơm. Hôm nay ở trường Lý, thầy giáo của Lý bận cho nên là không có đến dạy được. Họ gửi thư cho Mai là bảo là để cho Lý nghỉ học một buổi. Và trước khi Mai sang Bỉ, theo chồng sang Bỉ đó. Trước khi Mai theo chồng sang Bỉ tới cả nhà thì chị bạn Mai đã mời Mai là đến chị ăn cơm, nhưng mà Mai từ chối vì rằng là em phải theo chồng sang Bỉ. Thế nhưng mà công việc của chồng Mai xong sớm nên là Mai về trước một ngày. Hôm nay thì chị chủ mời Mai đó thì là biết là Mai về, nhưng mà hai người bạn nữa không biết Mai về. Thì bây giờ Mai nó ra đây xin cho đi. Bây giờ Mai lên, Mai tạo bất ngờ cho hai người bạn. Mai biết rằng là bạn Mai sẽ không bất ngờ đâu, mà Mai sẽ bị bạn chửi. Bạn Mai sẽ chửi rằng là sao mày hay quá vậy, mày cứ ngửi thấy ăn là mày tới. Và cả nhà nhìn thấy cái cơ thể của Mai là biết là Mai ham ăn thế nào. Bây giờ con trai Mai đang có cơm. Đang trên đường tới. Đang trên đường tới có hôm này chút. Phải, mày phải tới trước, xong rồi cái lúc ảnh mà tới mày phải trốn chứ. Bây giờ ảnh mà tới trước là lộ hẹn rồi, tại vì tao làm tới 5 người, hiểu không? Chị bạn bảo là chứ em phải tới trước xong rồi trốn, chứ bây giờ anh mà tới trước là sẽ bị lộ, tại vì chị làm bàn đẹp chưa. Chị đón là Celine ha lên đó, bánh trưng nữa nhanh lên. Chị bạn làm bàn đẹp chưa, trời ơi chị dậy từ mấy giờ đây? Đây là chị bạn đồng nghiệp của Mai, ngày xưa làm cùng với Mai nhưng mà sau này thì chị lên làm sếp của Mai. Hai chị em mình rất hợp nhau. Merci. Cảm ơn đi. Wow, chơi la chance. Cả nhà thấy không, chị rất là khéo tay. Chị rất là khéo tay, chị làm cái bàn rất là đẹp và xinh này. Chị bạn của Mai là độc thân nha, đang ở một mình ở Pháp đó, đầu bếp đó. Ai đó mà có nhã ý với bạn của Mai thì hãy liên lạc với Mai nha. Cực kỳ dễ thương, ở Mai cực kỳ yêu quý chị, tại vì cái tính của chị ấy rất là hòa nhã với cả nhà, rất là dễ thương đó. Ok, tí nữa thì Mai tưởng là hai người bạn của Mai tới rồi, nhưng mà hai bạn của Mai chưa tới cho nên là Mai sẽ phải hú. Tí là mọi người tới sẽ rất là ngạc nhiên. Cả nhà nhìn thấy chả ngon chưa? Bánh trưng rán. Đến đúng và đây là nem rán, thấy không cả nhà, thấy không? Đúng là đến ăn đến nhà chị Việt Nam được ăn đồ Việt đó. Còn một món bò kho nữa cả nhà hả? Món bò kho vẫn đang trên bếp, tí nữa ra sau đợi khách tới là ăn đó. Chủ nhà dễ thương này, xinh chưa? Ôi là la. Đi ở trên đi xa quê mà được ăn đồ Việt thì còn gì bằng nữa. Quý gì? Mà em về sớm tại vì chị Celine mời em, chứ em mới về, chứ đáng nhẽ là ngày mai em mới về. Rồi lịch là ngày mai em về. Ai mời để cho nó đi. Ai mời nó đâu. Nó là nghe nói có ăn có nhậu cái nó
hốt mới về chứ. Ôi giờ trời, em nói là em về để cho mọi người ngạc nhiên mà mọi người không ai welcome, không ai vui mừng mà ai cũng chửi em như thế. Biết quá à. Không có dám ngạc nhiên đâu. Có bánh tét gặp bánh chưng nữa chứ. Cả nhà biết không, đúng theo dự định của Mai, hai người không có ngạc nhiên mà thậm chí còn chửi Mai nữa, bỏ luôn ở lại luôn với đấy thì về đây làm gì? Trời ơi, thấy dễ thương. Đó, ai bảo là không có Mai mới vui. Mọi người thấy không? Anh em ấy sống xa quê tình cảm như vậy nhưng mà thấy gặp bữa ăn gặp Mai là bị chửi không à? Không có ai welcome cả. Mời mời cả nhà trời ơi. Mời vô đi, vô đi. Chả ăn nem cơm thơm như thế này mà không ăn mới tức chứ. Ngồi ở trong nha, mới gọn chứ thôi. Ăn nha. Đây là bánh chưng của anh chị cho em cầm tới. Thôi đừng có nói mệt ở đây nhé. Rồi, chờ bánh xin mời. Bánh chưng thì thơm thế mà không ăn thì tức chứ. Chị. Nhiều chuyện quá đi. Trời trời. Khi nào mà mời đích thân mời chứ còn chưa có mời. Thấy bất ngờ quá. Đích thân mời mà. Thầy thấy bất ngờ quá, hồi hộp không biết muốn gì để mà không có mời mà có mặt nó lạ đấy ạ, chứ mời mà có mặt là chuyện bình thường. Còn bây giờ anh là ăn nha. Thôi đưa đây tôi dẹp cũng cho rồi đi mà. Bây giờ ăn dĩa lớn hay dĩa nhỏ? Dĩa nhỏ. Dĩa nhỏ chứ đi anh. Dĩa nhỏ hả? Dĩa lớn là để mua quán mua cái này nè. Chán trời. Chán cái gì? Đây. Đây có hết mày. Nè đổ thẳng vô đó đó, ăn luôn. Ờ đổ vô dĩa đó ăn đi. À nè mà có gì? Cái ống hút nè mà nè hóa ống hút sao sao kìa ống hút kìa hoa mày hút rồi đây tao hút làm hết hồn làm gì hết hồn à mấy cái ra có gì là hết hồn thấy cái mặt nó là hết hồn hút, hút, hút. Xin mặt trời ơi mày sớm hết mày sớm hết cho lui đi biết chưa có sao cái nét trời con này nó làm gì mà nó bảo là sớm thôi đi anh ấy sớm hết lên tường nè còn món nữa nha bò. Ồ, hồi nãy đó rung luôn á. Đó, bởi vì mà cùng sao đâu. Hồi sáng đó anh đi gì? Tại vì nếu mà ăn anh đi chợ hả đi đó, hỏi đó nè. Ủa sang tới, ủa sang qua đi. Đi sang tới sang luôn nói mà Linh nó hối rồi kìa, còn đi sang tới sang luôn nữa. Chin anh đến ngủ đâu không? Việt Nam. Ô xăng. Phải. Khăn khoe. Khăn khoe hả? Đây. Không cái này hả? Cái này ở Việt Nam đem qua. Cho đi mét. Ăn đi. Em lấy mong một hũ khác lên. Mời mời cả nhà ăn cơm nha. Mời. Cái. Thì trông thấy quá là. Đó. Chị ăn đi chị. Mình tặng cái giống chị. Ngon quá. Cái này ở đâu? Phê maison quá nha. Là, à. Cái nó dài nó là hả? Khoái dài mà ốm, chị ngắn mà mập. À, nhìn ra là nhìn ra là người sao mà nhìn chị có dài đâu mà chị đang thấy. Cái mặt sợ cái ngang vậy. Chuẩn năm thì là có tôm mà nó. Allez, bon appétit. Chị ơi. Cái hộp cô gái của đuôi đi đâu vậy? Cái đâu rồi? Ai đây? Anh uống lại còn nữa. Ngon mà. Mấy chưng ngon lắm, bao tiền một cái anh nhỉ? Không 12 đồng thấy rẻ chưa? 5 xong đặt 5 cái. 12 đồng mà rẻ. Anh biết tại sao? Không có ngon. Dạ, vừa nếp vừa đậu nó ngon. Anh giữ sạch còn có nhiều cổ có nếp không hả? Phải. Cái đây muốn đặt nó sao đặt à? Anh chỉ biết nhiều lớp hơn nhiều lớp. Đặt nó đi, đặt theo chú Bắc. Còn mình á, em Việt Nam là vừa không nếp với đậu đều mình á, thì mình đặt nếp đậu ít nếp ít nếp đậu thịt ít em ăn là nhiều còn mà đậu nếp nhiều em là đậu với thịt nhiều nếp không đậu ăn luôn mình đặt nó thôi chú không nếp nhiều quá ăn nếp không hết nhiều em đúng chị này thì ăn bánh từ Bắc nếp nhiều ăn ít các bạn nói bạn ngon à? Không phải là không dám đâu mày. Cái dầu nó chiên qua chiên lại. Còn mình á, chả giò đây á. Sao đi là mình cuộn thịt nhiều.
Cái gì? Cho nó ăn chưa? Nó đâu muốn ăn hả? Mày lấy nửa cái bên cho em nó thì cái này nè con này. Đúng là của miền Bắc á thì nó có rau cỏ cà rốt này nọ nữa. Cái sốt tương cà hoặc là sốt tương ớt của mình cho đi mát cục. Cái thằng này nó làm giờ nó làm tầm nước để nhưng mà của cái thằng cho đi mát là nó rất là đậm mà. Nó rất là vừa vặn mình, nó không có ngọt lắm, còn của thằng khác á còn ngay à. Bò kho cả nhà. Đó, cực kỳ ngon cả nhà. Mai phải học cái món bò kho của chị. Đây là bò kho nấu theo cái gia vị Việt Nam nhé cả nhà. Đó. Chị chủ sexy này đấy. Đây, có hai vợ chồng anh bạn là không bao giờ mong Mai tới. Anh bảo là anh được mời ăn ở đâu, anh không muốn chạm mặt với em. Vậy mà cứ chạm hoài. Mà số anh làm sao gặp Mai hoài. Anh bảo là làm sao ăn kiểu gì mà không có Mai thì mới vui, chứ có Mai là không vui. Dành ăn, dành nói. Nào. Thì thôi để em gánh mỡ cho anh chị có sao đâu. Anh chị sướng quá gì nữa. Tôi gỡ kì ăn vừa ăn ha. Tình yêu đến công ty vào buổi sáng. Moi aussi, je suis parti de. Tình yêu đến công ty buổi sáng xong bây giờ mới về ăn. Đội Mai thì ăn đã xong rồi. Lui ơi, ngon không? Ngon không? Con cảm ơn bác Celine. Con cảm ơn bác Celine kìa. Mai mà tòa nhà trắng miệng hôm nay nha. Đây là món vải đấy cả nhà. Đó. Cả nhà thấy ông xã tội chưa? Đó. Hôm qua chạy 7-8 tiếng xe đó, mệt đó. Sáng nay đến công ty báo cáo xong rồi về đây ăn uống với vợ, xong rồi ăn xong anh đang ngủ đấy, tội chưa? À, Ly ngoan chưa? Ly lấy đồ trắng miệng cho ba này. Ba cảm ơn Ly. Nó dạy chồng con nó nói tiếng Việt luôn. Đấy, Mai nói cái gì cũng bị chửi cả nhà. Cho nên là trên YouTube họ chửi Mai là chuyện bình thường. Bạn bè Mai còn chửi Mai mà. Vậy con chẳng có gì để nói. Đâu có gì để nói. Không cần phải thay đổi thêm. Cả nhà bây giờ Mai chê được chưa? Đấy, người làm sao chiên bao làm vậy đấy. Chị chuối chiên, chị chiên chuối này. Từ bé giờ Mai chưa thấy một quả chuối nào chiên theo kiểu như quả thu lù thế này. Đó là chuyên gì mà như là thu lú này. Đấy, Mai vừa được ăn, Mai vừa được chê nữa. Nhà hôm qua theo chồng đi chợ đi mấy ngày về. Vừa về tới Pháp hôm đầu tiên là được là khách mời luôn, khỏi phải nấu nướng, ăn từ trưa đến tối. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi, Mai vẫn còn ngồi đây ăn. Mai đến đây từ 11 giờ trưa. Mà đến đây được mấy anh chị người Việt chửi hoài không ạ? Nên Mai tắt máy, Mai cũng tới hoài. Đấy, thế chưa mọi người thấy chửi hoài, Mai vẫn tới hoài. Thế nên Mai cắt máy, Mai không quay. Mai chỉ chia sẻ với cả nhà là tranh thủ cái bữa hôm nay đó. Ở Pháp là từ cuối tuần này là bắt đầu là bên Pháp phong tỏa 4 tuần lại. Cho nên là cũng không đi đâu, không được thoải mái. Thì may mắn quá là hôm nay anh chị em đã có hẹn trước. Vẫn có cơ hội để gặp nhau. À, rất là vui. Ăn xong bữa này đi về nhà lại phong tỏa lại cả nhà. Hôm nay thì Mai chỉ chia sẻ một chút cái sống sinh hoạt hàng ngày của Mai thôi. Là hôm nay thì được làm khách mời đến nhà chị bạn. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây để chơi với bạn. Nếu mọi người yêu thích những video của Mai chia sẻ thì hãy cho Mai một like, cảm ơn và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.